Khoảng năm 2018, tình trạng bệnh trở nên nặng hơn, gần như đêm nào chị cũng thức trắng, không thể chợp mắt. Chị cho biết bắt đầu triệu chứng ban đầu thì là cũng bình thường thôi, chưa vào là mất ngủ hẳn đâu. Vâng, nhưng mà mình đã làm cho mình nó căng thẳng, lúc nào cũng kiểu như mình con người mình nó không được tỉnh táo đâu. Nghĩa là làm gì mình cũng không kiểm soát được. Và mình cũng phải đi bệnh viện rồi đấy. Đi bệnh viện tâm thần đấy, phải đi năm ngoái phải đi một lần đấy. Đi mất 2 lần rồi. Đi 2 lần rồi đấy. Đối với tình trạng rối loạn hơi âu, nó có thể phối hợp với nhiều các cái biểu hiện những cái rối loạn khác nhau, ví dụ như trầm cảm hoặc rối loạn nhân cách, rối loạn về ăn uống, và cái sự lo lắng quá mức có thể lặp đi lặp lại nhiều. Ví dụ có những tình trạng mất ngủ rồi có kèm theo tình trạng về suy nhược. Như vậy thì theo Đông y thì người ta có thể điều trị tùy theo mỗi cái trường hợp, làm thế nào đó để sử dụng các cái điều trị. Một ngày, chị tìm hiểu trên mạng Internet và biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thần Khang đã được rất nhiều những người bệnh như chị sử dụng và có kết quả tốt. Niềm tin lóe sáng trở lại trong tâm trí chị và chị quyết định mua Kim Thần Khang về sử dụng. Trước đây có những lúc chị phải dùng đến 10 mấy viên thuốc Tây. Đến khi biết tới Kim Thần Khang là sản phẩm thảo dược, chị cũng không hy vọng quá nhiều. Nhưng không ngờ, kiên trì dùng tới hộp thứ 7, tình trạng bệnh, mất ngủ, lo âu của chị chuyển biến rõ rệt. Giọng chị tràn đầy niềm vui, chị cho biết. Thì em biết đến thông tin Kim Thần Khang là thông tin trên mạng ấy, thì em hay vào truy cập web mà thì cứ bấm vào là bệnh mất ngủ. Thế ra những trường hợp như em thấy giống quá thì mình đặt. Em xem ở ngoài vỏ bao bì là thuốc này không phải là thuốc Tây mà là sản phẩm hỗ trợ chức năng ạ. Cái sản phẩm này bạn ạ, tức là tôi như tôi nói ở trước ấy, là bản thân sản phẩm này là nó xuất phát từ những cái thảo dược quý hiếm và của thiên nhiên, nó không hề có độc chất. Và nếu như bạn dùng cái thuốc Tây y, bởi vì khi suy nhược thần kinh là phải dùng thuốc Tây y, đau đầu rồi an thần vân vân, thì tất cả những cái thuốc Tây y đấy người ta đều xuất phát từ hóa chất, thì tất cả những cái đấy bao giờ cũng độc chất. Nhưng mà cái sản phẩm mà bạn dùng là Kim Thần Khang ấy, thì bản chất của nó là hoàn toàn là những cái thảo dược an toàn hoàn toàn, nên là không có độc chất mà là có tác dụng rất rộng rãi, không phải chỉ trừ suy nhược thần kinh. Ngoài ra bạn đau mỏi vai gáy này, thế rồi bạn đau đầu, bạn đau khớp, rồi bạn nội tiết kém, rồi ăn uống kém vân vân, hay là các học sinh sinh viên mà cần ôn thi đấy, thì chính dùng cái sản phẩm này nó đưa máu lên não, lưu huyết máu rất tốt. Tôi bắt đầu dùng sản phẩm Kim Thần Khang từ bây giờ là tháng 12. Sau bao lâu kể từ khi dùng sản phẩm thấy bắt đầu chuyển biến về tình? Sau khi tôi dùng sau 1 tháng ấy, thì tôi bắt đầu có chuyển biến tốt, dùng rất là hiệu quả và tôi có giấc ngủ tốt, đi sâu vào trong giấc ngủ, không có mộng mị, không có nằm mơ hay là gì nữa, mà thấy sáng dậy thì thấy khỏe khoắn. Từ khi tôi dùng sản phẩm Kim Thần Khang thì tôi thấy hoạt động mọi thứ là lại ổn lại như ban đầu, như lúc tôi chưa bị mất ngủ. Có một công việc hàng ngày tôi làm gì tôi cũng thấy thoải mái mà khỏe mạnh, không có như trước nữa, không lo âu, không chán, là con cái chăm sóc tốt hơn. Nhưng mà từ khi biết đến sản phẩm này thì em dùng rất là hiệu quả. Thì em cũng cảm ơn về hãng sản phẩm này á. Chị chia sẻ rằng nếu như có một điều ước thì chị ước biết đến Kim Thần Khang sớm hơn để chị không phải khổ sở dòng dã nhiều năm. Cuộc sống của chị giờ nhiều niềm vui hơn, công việc làm ăn của chị cũng dần ổn định, khiến gia đình chị hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hiện nay, bên cạnh sử dụng Kim Thần Khang, chị luôn giữ cho mình suy nghĩ lạc quan, tâm trạng vui vẻ, thay đổi chế độ sinh hoạt và ăn uống để giảm cân. Một tháng vừa qua, chị đã giảm được 8 cân. Vừa xuống cân, vừa khỏe mạnh, ngủ ngon, không mơ màng gì cả. Với những thảo dược quý này, chỉ với 4 đến 6 viên Kim Thần Khang mỗi ngày sẽ giúp cải thiện những triệu chứng khó chịu của bệnh.